Nửa cuối của 2020, Apple đã làm chấn động toàn cầu khi cho ra mắt một con chip mới của hãng có tên là chip Apple Silicon M1 được trang bị những chiếc MacBook Air cũng như MacBook Pro của nửa cuối 2020. Và đây là con chip làm tiền đề cho rất nhiều con chip sau, ví dụ như là chip Apple Silicon M1 Pro, M1 Max hay là M2 của sau này. Và hôm nay hãy cùng với mình nhìn lại xem chiếc MacBook đầu tiên, đó chính là chiếc MacBook Air M1. Cũng có thể nói là đây là một con MacBook rẻ nhất được trang bị chip Apple Silicon M series để xem 2023 chiếc máy này làm được những gì nhá. Đúng là cái việc ChatGPT ra mắt đã làm cho ta phải đẩy nhanh cái việc tích hợp AI. Chồng vợ đã quay trở lại với chiếc Pro. Nếu như những chiếc máy ở gần đây, ví dụ như MacBook Air M2 sẽ sử dụng một cái form thiết kế nhìn nó sẽ bầu bầu và hơi vuông hơn, nhìn nó ná ná giống như những chiếc MacBook Pro 14 hoặc là 16 inch, thì cái chiếc MacBook Air M1 này vẫn sử dụng một cái kiểu thiết kế nó rất là cổ điển của Apple trong những chiếc MacBook Air từ những rất rất lâu về trước, như là MacBook Air của 2017, 2018, 2019 hay thậm chí là nửa đầu của 2020. Vẫn là cái kiểu thiết kế nhìn nó sẽ khá dày ở phần bản lề và sẽ vát mỏng dần về phía bên ngoài. Mặc dù là mang trong mình một cái thiết kế rất là nhỏ nhắn như vậy, nhưng mà chiếc MacBook Air M1 này vẫn có những tính chất rất là Apple. Ví dụ chất lượng build. Chất lượng build của chiếc máy này sẽ sử dụng full kim loại. Và khi mà cầm nó lên, anh em đã thấy được cái sự chắc chắn rõ ràng ở chiếc máy này. Nếu so sánh với những đại diện từ Windows có màn hình lên đến 15.6 inch thì chiếc máy này vẫn cho một cái gì đấy chắc chắn hơn đáng kể. Để thấy điều này thì mặc dù là đại diện đến từ Windows kia cũng như là chiếc MacBook này thì cùng trọng lượng với nhau, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là kích thước của chiếc MacBook Air M1 này nhỏ hơn. Nên từ đó khi mà anh em cầm chiếc máy này lên sẽ thấy rằng là cái trọng lượng của nó có một cái gì đấy chắc hơn đáng kể so với đại diện kia. Và với khoảng thời gian mình sử dụng trong 1.5 năm thì chiếc máy này nó đã có những dấu hiệu thời gian, ví dụ như là trong một vài lần mà mình có làm nó va chạm nhẹ với những cái kim loại khác, ví dụ như là những cái chân máy quay này hay là những cái góc bàn, thì chiếc máy này đã có những vết xước trên bề mặt cũng như là cạnh của chiếc máy này đã có hai vết cấn rất là nhẹ. Ngoại trừ những cái vết xước nhỏ nhỏ mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng ấy ra thì mình thấy được rằng là nó không có vấn đề gì quá đáng kể. Và khi mà mở chiếc máy này lên thì anh em sẽ thấy ngay là còn một linh kiện nữa mà theo thời gian nó cũng đã bị rão hơn, đó chính là phần bản lề. Nếu những chiếc máy ban đầu thì cái phần bản lề nó khá là chắc chắn, thì với trong MacBook Air M1 mình sử dụng được khoảng 1.5 năm thì khi mà mở lên anh em thấy ngay có cái tiếng lạch cạch nhẹ ở phần bản lề, nhưng mà tổng quan thì nó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều cái trải nghiệm sử dụng của mình. Khi mà để yên một chỗ mình vẫn có thể mở lên bằng một tay luôn, nhưng mà khi mình nhấc lên thì đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mình nhấc chiếc máy lên thì cái phần bản lề này nó gần như là không đủ chắc chắn để giữ cái màn hình nữa, và cái màn hình của mình thường nó sẽ bị ngửa về đằng sau. Vấn đề này nếu như mình dùng quen rồi thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà nếu như những người mà lần đầu tiên sử dụng thì sẽ hơi thấy kinh dị một chút, tại vì nhìn nó cũng hơi rén rén mà. Tổng quan về phía màn hình thì sau 2.5 năm ra mắt cũng như là sau 1.5 năm sử dụng thì mình thấy rằng đến thời điểm hiện tại màn hình của chiếc máy này vẫn là một cái màn hình gì đấy cho một cái trải nghiệm sử dụng cực kỳ là tốt. Mình hoàn toàn có thể sử dụng nó để chỉnh sửa với các tác vụ từ Lightroom này hay Photoshop, và mình không bao giờ bị lo đến chuyện nó bị sai màu. Nếu như em hỏi mình là sau 1.5 năm sử dụng cũng là một thời gian có thể nói là tương đối dài thì chiếc màn hình này có vấn đề gì hay không, thì khá là trộm vía, chiếc MacBook Air M1 của mình sử dụng được khoảng 1.5 năm, nó không có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến màn hình, không bị loang, không bị ám, cũng không bị ố màu. Thậm chí là nếu như chỉ đánh giá riêng phần màn hình, khi mà so với một vài đối thủ trong cùng tầm giá đâu đó từ 18 cho đến 19 triệu thì mình thấy rằng chiếc máy này nó có thể nói là top đầu của phân khúc. Ít có một chiếc máy nào được trang bị một chiếc màn hình đẹp như chiếc máy này. Và đang nói đến những cái yếu tố có thể nói là tốt nhất trong cùng phân khúc giá thì mình muốn nói luôn đến là về bộ loa nữa. Loa của MacBook thì từ trước cái này nó đã là một cái gì đấy rất rất là hay so với lại những đối thủ đến từ Windows rồi. Thì với loa của MacBook Air M1 này nó cũng không ngoại lệ, nó chỉ được trang bị hai loa với công nghệ là stereo mà thôi, thay vì là 4 loa được nâng cấp giống chiếc MacBook Air M2. Thì trải nghiệm sử dụng của mình với chiếc loa này vẫn thấy khá là tốt với nhu cầu từ nghe nhạc hay là xem phim. Và vấn đề lớn nhất mình thấy trên chiếc máy của mình đó chính là sau khoảng 1.5 năm sử dụng, chiếc loa này nó hơi rè đi một chút rồi. Có lẽ là do mình là một người mà khá là hay nghe nhạc với cái âm lượng cao, và hai là mình rất lười vệ sinh chiếc máy này, nên là có lẽ là bụi nó bám vào chiếc loa này làm cho loa này nó hơi bị rè. Đi xuống phía sâu bên dưới sẽ là phần bàn phím. Nếu mà nói về phần trải nghiệm thì mình thấy rằng chiếc máy này cho một khả năng gõ khá là tốt. Mình đang thường xuyên sử dụng chiếc bàn phím này để nhập liệu văn bản thay vì sử dụng một cái bàn phím rời bên ngoài. Mình là một người khá là lười mang theo những chiếc linh kiện lỉnh kỉnh như là bàn phím cơ, và mình thích sử dụng một chiếc máy tính mà nó có sẵn tất cả mọi thứ để mình sử dụng ngay và không cần phải thêm một bất kỳ một thiết bị phụ trợ nào. Nếu em thường xuyên để ý những dòng MacBook của Apple thì thấy được rằng trong những năm 2018 và 2019 thì những chiếc MacBook này thường xuyên rơi vào hiện tượng kẹt phím, vì cái công nghệ phím được dụng vào những cái đời này là bàn phím canh bướm. Còn chiếc MacBook của 2020 và một chiếc máy nữa nó khá là ngoại lệ, đó là chiếc máy Pro 15 inch của 2019. Nó đã sử dụng một loại bàn phím cắt kéo, và bàn phím này thì nó đã xuất hiện của Apple từ rất rất lâu trước đây, như là những chiếc MacBook của 2015 rồi. Và cái loại bàn phím này nó cho mình một cảm giác gõ khá là tốt cũng như là khả năng nhập liệu cực kỳ là ok.
Theo như ghi nhận của mình, sau 2 năm rưỡi ra mắt cũng như là 1 năm rưỡi sử dụng thường xuyên cho MacBook Air M1 này thì mình thấy được rằng là chưa ghi nhận bất kỳ một cái trường hợp gì nó quá nghiêm trọng về bàn phím của chiếc máy này, giống như là những chiếc MacBook của 2018, 2019. Có đúng một trường hợp duy nhất mình ghi nhận, đó chính là sau một lần mình mượn một cái sạc MacBook của một đứa bạn và sạc vào chiếc máy này. Sau khi sạc xong thì mình phát hiện ra là phím Escape của mình nó bị đơ. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ rằng đây là do lỗi bàn phím trên máy của mình, nhưng mà không, nó chính là do cái cục sạc của bạn mình, nó không phải là cục sạc chính hãng. Và cái điều mà mình cần làm đó chính là restart máy và tất cả mọi thứ đều trở lại trạng thái bình thường. Và ngoài cái trường hợp đấy ra thì cá nhân mình sử dụng sau 1 năm rưỡi mình chưa ghi nhận bất kỳ một cái trường hợp nào liên quan đến kẹt phím hay là bị đơ phím trên chiếc máy của mình cả. Và đây sẽ là một con máy rẻ nhất của Apple mà anh em có thể mua được và sử dụng một con chip Apple Silicon khá là mới. Thì sau 2 năm rưỡi ra mắt cũng như là 1 năm rưỡi sử dụng thì mình thấy rằng chiếc máy này bắt đầu có những hiện tượng lag khi mình mở quá nhiều tab trình duyệt hay là mình đa nhiệm quá nhiều ứng dụng cùng một lúc. Và đương nhiên đây chỉ là phiên bản base của chiếc máy này mà thôi, nó chỉ có 8GB RAM cũng như là 256GB. Lúc đầu khi mình sử dụng chiếc máy này thì mình đã nghĩ rằng là 8GB RAM nó cũng khá là thoải mái, nhưng mà thời gian trở lại đây với công việc làm content của mình thì mình đã phải research khá là nhiều những cái tab trình duyệt khác nhau. Và khi này thì chiếc máy này bắt đầu sinh ra một cái hiện tượng gì đấy mà khi anh em chuyển qua chuyển lại các cái tab với nhau ấy, nó hơi bị delay một chút. Và cái điều thứ hai mình hay nghịch với chiếc máy này, đó chính là mình hay dựng những cái video ngắn ngắn. Và khi mình dựng những video ngắn ngắn này thì mình sẽ phải research các cái thông tin, tìm những cái ảnh ở trên mạng. Và khi tải về rồi thì mình sẽ phải đưa vào Photoshop để mình tách nền các thứ. Và đương nhiên là khi cái việc đấy xảy ra thì mình sẽ phải đa nhiệm cả Premiere này, cả Photoshop này và cả Safari cùng lúc. Và khi mà chuyển qua chuyển lại giữa các cái ứng dụng thì mình thấy rằng nó hơi có hiện tượng delay nhẹ. Và có một điều mà mình thấy rất hay xảy ra, đó chính là khi mình cho cái ứng dụng Premiere nó chạy dưới nền và mình khởi động Photoshop lên để mình sửa ảnh, để sử dụng cái ảnh đấy để dựng video, thì khi mình quay trở lại với Premiere thì gần như là mình sẽ phải đợi một lúc để cho các cái file nó locate lại. Thực ra thì điều này nó không phải là một vấn đề quá là nghiêm trọng đối với mình đâu. Thứ nhất là độ delay của nó cũng chỉ là vài giây mà thôi, nó không phải là một thời gian quá là dài. Và cái thứ hai là mình cũng không phải là một người dùng quá là chuyên nghiệp nên là cũng không đòi hỏi quá nhiều của chiếc máy này. Và vấn đề tiếp theo mình muốn nhắc đến chiếc máy này trong quá trình sử dụng của mình, đó chính là khi mà mua, mình sẽ chỉ mua phiên bản base giống như mình nhắc ở phía bên trên. Và với cái dung lượng của nó chỉ là 256GB mà thôi. Dung lượng này lúc đầu mình nghĩ đến là nó sẽ khá đủ đối với mình, nhưng mà không, sau một khoảng gian dài lưu trữ cả tài liệu học tập cũng như là tài liệu đi làm thì mình thấy được rằng 256GB nó là một dung lượng gì đấy khá là đuối trong quá trình sử dụng của mình. Và mình đã phải sử dụng thêm một cái ổ cứng gắn ngoài để có thể tối ưu được cái dung lượng lưu trữ của mình. Và yếu tố cuối cùng cũng là một vấn đề mà có khá nhiều anh em quan tâm, đó chính là phần nhiệt độ của chiếc máy này. Lúc đầu khi mới ra mắt thì mình thấy được rằng có rất rất nhiều anh em nói được rằng là chiếc máy này là một chiếc máy rất rất là mát. Thì đúng, khi mình sử dụng mình cũng thấy là nó khá là mát đối với những cái tác vụ nhẹ nhàng và thông thường. Nhưng mà đấy chỉ là những cái tác vụ thông thường mà thôi. Còn khi mình dùng nó để đi học và để chạy máy ảo Windows ấy thì mình thấy rằng là chiếc máy đang tỏa ra một cái lượng nhiệt khá là lớn. Nó không nóng giống như chiếc MacBook chip Intel, nhưng mà với những cái gì mà mình đang suy nghĩ khi mà mình mua chiếc MacBook Air M1 ấy thì mình thấy rằng nó nóng hơn đáng kể và nó đang làm cho mình hơi bị một cái gì đấy hơi hụt hẫng một chút. Và đây là trải nghiệm của mình sau khoảng 1 năm rưỡi sử dụng chiếc MacBook M1 với đa tác vụ từ đi học, đi làm hay là giải trí. Và anh em nào đang sử dụng chiếc MacBook M1 và anh em gặp tình trạng gì hãy để lại dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé. Và cũng đừng quên để lại một like cũng là subscribe Team Pro để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.